Mình chào các bác và anh em. Cao Phong đang test tiếng bass cực kỳ uy lực. Vâng, tiếng bass đánh rất là gọn, đánh sâu, đánh uy lực. Của những quả súp ơi, hàng bãi xịn B3. Dòng súp bass hầm rất là đẹp, hàng bãi xịn của B3, bass 50. Từ 220 họng 100. Công suất của quả này là 500W. Độ nhạy 100 dB. Độ nhạy rất là cao, độ nhạy kịch kim luôn. Trọng lượng 37 kg. Đó là thông số kỹ thuật. Và kích thước của quả súp này được sở hữu cho mình một cái chiều sâu tầm khoảng 60, non 60, tầm khoảng 58 cm. Và chiều ngang này nó tầm khoảng 70, cũng non tầm khoảng 68-70, tức là trong cái phạm vi như vậy. Và chiều cao tầm khoảng 52 cm, rất là đẹp luôn. Hình thức là bát mặt. Đây, trưng bày với hai kiểu cách trưng bày các bác có thể để nằm như này. Đó là cái tư thế chính. Còn ngoài ra các bác có thể để dựng đứng lên bên cạnh sườn này, có bốn cái chân ở bốn góc này, các bác có thể để dựng đứng lên tiết kiệm không gian. Còn đây là cái hình thức để trưng bày chính. Các bác hình dung là nó có hai lỗ thoát hơi phía đằng trước, hai lỗ rất là to. Đó. Tạo một cái điểm nhấn cũng như là thoát hơi nhanh để cho tiếng bass thu về nhanh, đánh gọn, đánh sâu và đánh uy lực, nó không có đuôi như một số dòng súp khác. Và bốn góc này các bác nhìn nó đều có bốn cái lỗ khuyết này. Để các bác có thể để trồng một quả nữa thì cái chân của quả thứ hai nó sẽ nằm chìm ở đây. Các bác đánh kiểu súp kép, nó không bị trôi, không bị xô. Đó. Ngoài ra các bác đánh súp đơn thì các bác nhìn trên đỉnh nó có một cái lỗ cắm cọc loa. Tức là khi các bác cắm cọc loa vào đây đi làm sự kiện thì thường thường hay dùng như vậy. Còn gia đình thì cái đấy nó không quan trọng lắm. Thùng vách em nhắc lại là thùng của F9 lớp và sơn sần bóng là đặc trưng của hàng bãi xịn B3. Đấy. Từ cổ bát từ 220 họng 100, hàng đẹp xuất sắc luôn. Các phòng đã có những bài mở clip mở nội thất của những quả súp hơi này rồi. Bác nào mà muốn quan tâm đến nội thất thì các bác kết nối Zalo theo hai số điện thoại của em là 077226096 hoặc 0368724218. Em sẽ gửi hình ảnh và chi tiết video mở nội thất của những quả súp hơi này. Hàng bãi xịn, bao hàng xịn, bao hàng chất cho các bác. Dòng này thì tiếng bass của nó đánh rất là phê, đánh bao chất cho các bác luôn. Nó không như một số dòng súp khác. Các bác hình dung là những dòng súp khác thì đánh nó có đuôi, đánh nó có tính chất là lộng, đau đầu, ùm. Nhưng mà cái dòng súp B3 này tiếng bass của nó thu cực nhanh, đánh rất là gọn, đánh uỳnh, nghe rất là sướng tai. Để các bác phối ghép vào các cái cấu hình âm thanh nghe nhạc và hát karaoke gia đình hoặc để làm sự kiện các quán cà phê, nhạc phòng trà, cà phê sân vườn, tức là phối hợp với dàn âm thanh trong tất cả các cái lĩnh vực cũng như là tất cả các cấu hình âm thanh. Và khuyến khích cho các bác những không gian mở trên 30m² thì nó phát huy hết cái công năng của những quả súp này. Còn dưới 30m² các bác có thể dùng được, nhưng khuyến khích cho bác chơi những căn phòng trên 30m² là đẹp nhất. Hình thức còn rất là đẹp đó nha. Hàng bao zin xịn sò luôn. Bạn nào quan tâm và muốn sở hữu những quả súp hơi hàng bãi xịn B3, model của quả súp này là Sigma B118D. Công suất em nhắc lại là 500W một quả này. Từ 22 họng 100, độ nhạy 100 dB, độ nhạy tối đa luôn, rất hay luôn. Trọng lượng là 37 kg. Đấy là thông số của nhà sản xuất. Đấy, hàng rất là đẹp. Đấy. Đây là thông số này, nó hơi tối các bạn nhìn nhé. 500W này, các bạn nhìn chưa? Đánh cái giải bát súng rất là sâu này, giải bát có 38 Hz này. Đấy. Và lên đến 150 Hz này. Độ nhạy 100 dB này. Trọng lượng 37 kg các bạn nhá. 500W này. Đó, các bạn nhìn chưa? 500W. Những dòng loa súp xịn của B3 này người ta ghi công suất của nó rất là chuẩn các bạn nhá. Không bao giờ ghi ảo công suất đâu. Có thể dùng những dòng sản phẩm kể cả loa B3 người ta ghi công suất rất là thật luôn và ghi công suất rất là bình thường chứ không bao giờ ghi cao như dòng loa khác đâu. Chỉ ghi 100-200W thôi nhưng đánh cực phê luôn. Nhưng quả này nó 500W thì có yên tâm đánh rung nhà hàng xóm lên luôn. Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác có nhu cầu về những quả súp xịn B3 model là EB118D bát 50 từ 22 họng 100, công suất 500W. Các bác liên hệ điện tử Cao Phong. Xin mến chào các bác, em sẽ nhích volume lên các bác cùng thẩm âm.